Những quốc gia nào đang kiểm soát quần đảo Trường Sa? Chào các bạn, quần đảo Trường Sa nằm gần trung tâm Biển Đông, sở hữu một vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng. Nó tọa lạc trên các tuyến giao thông hàng hải quốc tế quan trọng hàng đầu thế giới. Nếu một thế lực nào đó nắm quyền kiểm soát quần đảo này, họ sẽ có khả năng kiểm soát tất cả các tuyến đường hàng hải đi qua Biển Đông, từ đó tác động trực tiếp đến trật tự khu vực châu Á, Thái Bình Dương và thậm chí là trật tự toàn cầu. Chính vì vậy, tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Trường Sa đang ngày càng trở nên phức tạp và nóng bỏng, trở thành một trong những điểm nóng an ninh hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Vậy hiện tại, những quốc gia nào đang kiểm soát những phần chiến lược của quần đảo này? Hãy cùng Tinh Hoa Lịch Sử tìm hiểu ngay trong video này nhé! Phạm vi quần đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa là tên gọi được Việt Nam sử dụng, còn người phương Tây gọi nó là quần đảo Spratly. Trong khi đó, Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan đều gọi toàn bộ khu vực phía nam đường lưỡi bò là quần đảo Nam Sa. Khu vực này bao trùm toàn bộ quần đảo Trường Sa và một số vùng biển lân cận, còn Philippines gọi phần phía đông của quần đảo này là nhóm đảo Cagayan. Quần đảo Trường Sa bao gồm nhiều hòn đảo, á, bãi cạn, lúc nổi lúc chìm và bãi ngầm. Nó cách vịnh Cam Ranh của Việt Nam khoảng 450 km về phía đông và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 1.000 km về phía nam. Trong khu vực này có hàng trăm đảo đá và bãi đá, trong đó có khoảng 100 thực thể được chia thành 8 cụ: Song Tử, Sinh Tồn, Thị Tứ, Trường Sa, Loại Ta, Thám Hiểm, Nam Yết và Bình Nguyên. Các thực thể nằm trên một vùng biển rộng từ 160.000 đến 180.000 km², trong đó lớn nhất là đảo Ba Bình với diện tích 0,5 km. Theo luật biển Việt Nam năm 2012, quần đảo Trường Sa là quần đảo thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. Đây là một tập hợp các đảo, bao gồm cả bộ phận của các đảo, vùng nước tiếp liền và các thành phần tự nhiên khác có liên quan chặt chẽ với nhau. Quần đảo này thuộc chủ quyền của Việt Nam và là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Nhà nước Việt Nam thực hiện chủ quyền trên đảo này theo luật biển Việt Nam. Theo phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện Trung Quốc của Philippines năm 2016, các đảo đá, bãi cạn, lúc nổi lúc chìm và bãi ngầm ở quần đảo Trường Sa không thể cùng nhau tạo ra các vùng biển như một thực thể thống nhất. Đồng thời không có thực thể nào ở quần đảo này có đủ tiêu chuẩn là đảo theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Các thực thể ở quần đảo này tối đa chỉ được hưởng quy chế pháp lý của đá, nghĩa là tối đa chỉ có lãnh hải 12 hải lý, không có vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa. Tầm quan trọng của quần đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa hiện đang là đối tượng tranh chấp của 5 nước 6 bên, không chỉ bởi tài nguyên thiên nhiên mà còn vì vị trí địa chiến lược của nó. Quần đảo Trường Sa nằm ở khu vực có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng tại Biển Đông. Nó là cầu nối giữa các nước Đông Bắc Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên với Nam Á, Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu. Vì vậy, quần đảo Trường Sa nằm ở hầu hết các tuyến đường hàng hải huyết mạch đi qua Biển Đông. Do vậy, nếu giành quyền kiểm soát các khu vực này, thế lực đó sẽ kiểm soát được toàn bộ Biển Đông và nhiều tuyến giao thông hàng hải quan trọng bậc nhất trên thế giới, đồng thời kiểm soát phần lớn tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, châu Á, châu Âu và châu Phi. Bên cạnh địa chiến lược khu vực, quần đảo Trường Sa còn là một khu vực có vai trò quân sự. Nơi đây có hàng trăm đảo đá, bãi cạn lúc nổi lúc chìm và vô số các mỏm đá ngầm nằm sâu dưới mực nước biển. Ở khu vực có độ muối đậm đặc cao, hạn chế được sự theo dõi của các thiết bị định vị thủy âm, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu ngầm hoạt động. Do vậy, đây thực sự là một vùng biển nguy hiểm đối với các tàu thuyền thương mại thông thường. Nhưng cũng chính khu vực này lại là nơi có nhiều tuyến hàng hải bí mật cả trên mặt nước lẫn ngầm sâu dưới mực nước biển mà nhiều cường quốc lớn như Mỹ, Anh, Nhật Bản đã khám phá và đưa vào sử dụng phục vụ mục đích quân sự. Trong đó, Hải quân Hoàng gia Anh đã phát hiện ra một tuyến đường an toàn đi qua khu vực này theo hướng Bắc, Nam. Quần đảo Trường Sa cũng là một ngư trường có nguồn tài nguyên hải sản phong phú và đa dạng. Khu vực này được đánh giá là một nơi có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt đáng kể. Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, khu vực quần đảo Trường Sa có trữ lượng dầu khí khoảng 2-16 tỷ thùng. Còn theo các chuyên gia Nga, khu vực vùng biển của đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam còn trữ đựng nguồn tài nguyên băng cháy. Trữ lượng của nguồn tài nguyên này được cho là ngang bằng với trữ lượng dầu khí trên Biển Đông. Đây cũng được coi là nguồn nhiên liệu thay thế cho dầu mỏ và khí đốt trong tương lai. Các bên có yêu sách ở quần đảo Trường Sa. Tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở quần đảo Trường Sa nảy sinh do xung đột về quan điểm pháp lý giữa 5 nước 6 bên trong việc đưa ra yêu sách chủ quyền đối với các đảo đá, bãi cạn lúc nổi lúc chìm ở khu vực quần đảo Trường Sa. Các chủ thể tranh chấp là các quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Việt Nam là bên có những bằng chứng thuyết phục nhất về quá trình thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thực tế này đã được chứng minh trong nhiều tư liệu,
sách cổ, văn bản pháp lý của nhà nước và bản đồ thể hiện việc thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được lưu giữ tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Ví dụ như Toàn tập Thiên Nam, Tư Chí Lộ Đồ, thư của Đỗ Bá năm 1686, Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn năm 1776, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú năm 1821, Hoàng Việt Địa Dư Chí năm 1833, Đại Nam Thống Nhất Chí năm 1882, Dư Địa Chí Khẩm Định và Đại Nam Hội Điển Sự Lệ năm 1910. Tất cả đều chứng minh rằng đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Sau năm 1988, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục nhất quán quan điểm về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo đó, các triều đại qua các thời kỳ lịch sử đã chiếm hữu và làm chủ thực sự với tư cách nhà nước trên hai quần đảo này, ngay từ khi chúng chưa thuộc sự quản lý của bất kỳ quốc gia nào. Vì vậy, Việt Nam là quốc gia có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời kiên quyết và kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông nói chung và khu vực quần đảo Trường Sa nói riêng. Điều này được thể hiện rõ trong các văn kiện chính thức và phát biểu của lãnh đạo cũng như các tuyên bố ngoại giao. Trong đó, nước ta đã gửi thư kèm theo tuyên bố năm 1988 cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về việc Hải quân Trung Quốc tăng cường các hoạt động xâm phạm, khiêu khích trong vùng biển Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Chính phủ nước ta cũng đã gửi cho Liên Hợp Quốc một số văn bản và nhiều công hàm phản đối Trung Quốc tiến hành các hoạt động xâm chiếm một số đảo đá, bãi cạn ở quần đảo Trường Sa. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã ra tuyên bố về tình hình quần đảo Trường Sa, phản đối sự cản trở của Trung Quốc khi Việt Nam cứu hộ tàu và người bị nạn trong sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 1988, cũng như phản đối việc Trung Quốc sáp nhập quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào tỉnh Hải Nam. Việt Nam cũng đã công bố sách trắng về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng với luật pháp quốc tế, đồng thời đưa ra những luận cứ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Tại kỳ họp thứ 5 năm 1994, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, trong đó nhấn mạnh khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ cũng như các bất đồng khác liên quan đến Biển Đông thông qua thương lượng hòa bình, trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Đồng thời, cần phải phân biệt vấn đề giải quyết tranh chấp về quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa với vấn đề bảo vệ vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam kiểm soát 21 thực thể của quần đảo Trường Sa. Trong đó, đảo Trường Sa lớn đã được nước ta mở rộng diện tích, thiết lập một cảng bao quanh và cải tiến đường băng cũ. Hiện tại, đường băng có chiều dài 1.300m, bề rộng tối đa 500m và tổng diện tích của đảo đạt không dưới 365 km2. Hòn đảo này đóng vai trò chiến lược quan trọng trong khu vực, kết nối các thực thể lân cận như đảo Đá Lớn và đảo Tiên Lữ. Từ đó bẻ gãy tam giác đá Subi, đá chữ thập và đá vành khăn của Trung Quốc, tạo sự cân bằng trong khu vực tranh chấp yêu sách của Trung Quốc. Sau khi chiếm một số đảo đá và bãi cạn ở quần đảo Trường Sa, chính quyền đại lục Trung Quốc ngày càng quyết liệt trong việc thực thi yêu sách chủ quyền ở Trường Sa. Từ năm 1988 đến năm 1995, Bắc Kinh đã ban hành các văn bản nhằm hợp pháp hóa chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo Nam Sa, bao gồm quần đảo Trường Sa và vùng biển lân cận. Điều này được thể hiện rõ trong luật về lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải mà Quốc vụ Viện Trung Quốc thông qua năm 1992. Khi thông qua luật này, ngoài việc khẳng định chủ quyền ở Trường Sa, Trung Quốc còn mở rộng yêu sách chủ quyền ra các vùng biển lân cận bằng việc khẳng định lãnh thổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bao gồm lục địa và các đảo ngoài khơi như Đài Loan, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Điếu Ngư, quần đảo Nam Sa, tức quần đảo Trường Sa và quần đảo Tây Sa, tức quần đảo Hoàng Sa. Điều đáng nói là ngoài việc đưa ra yêu sách chủ quyền đối với các chủ thể trên, Trung Quốc còn đưa ra yêu sách chủ quyền đối với các đảo khác ở ngoài khơi nhưng không chỉ rõ đảo nào và ở đâu. Đây thực chất là cách mà đại lục dùng để dọn đường cho những yêu sách chủ quyền mới và rộng hơn ở khu vực quần đảo Trường Sa. Từ năm 1996 đến năm 2009, Bắc Kinh đã điều chỉnh cách thức và biện pháp để củng cố và thực hiện hóa các yêu sách đã đưa ra ở quần đảo Trường Sa, đồng thời tiến hành xoa dịu tình hình, khiến tranh chấp ở khu vực này trở nên bớt căng thẳng hơn. Sau khi tiến hành áp đặt các yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông và xâm chiếm các thực thể ở Trường Sa bằng vũ lực, hình ảnh Trung Quốc trên trường quốc tế bị ảnh hưởng rõ rệt. Để xoa dịu tình hình, đại lục đã điều chỉnh cách thức và biện pháp trong việc khẳng định chủ quyền đối với các thực thể ở Biển Đông từ năm 2009 đến năm 2016. Mặc dù yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa không có gì thay đổi, Trung Quốc lại quyết liệt hơn trong việc triển khai các biện pháp thực thi chủ quyền theo yêu sách này. Điều này đã đẩy tình hình tranh chấp chủ quyền ở Trường Sa lên một diễn biến phức tạp mới.
Cùng với sự lớn mạnh về kinh tế và chính trị, vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong thời điểm này, sự điều chỉnh chiến lược tái cân bằng của Mỹ đối với khu vực châu Á, Thái Bình Dương và sự quan tâm của EU, Nhật Bản, Nga và Ấn Độ vào Biển Đông đã khiến tham vọng và yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở khu vực bị đe dọa. Để cạnh tranh với các cường quốc khác, Trung Quốc đã đẩy mạnh quá trình mở rộng yêu sách, gia tăng sự uy hiếp và sẵn sàng sử dụng vũ lực, khiến cộng đồng quốc tế hết sức quan ngại. Theo đó, trong các công hàm ngoại giao từ năm 2009 đến năm 2011, chính quyền Bắc Kinh luôn khẳng định có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở biển Hoa Nam và vùng nước phụ cận. Trong giai đoạn này, nhiều lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với tất cả các đảo ở Biển Đông, trong đó có các đảo ở quần đảo Trường Sa. Điển hình là vào tháng 11 năm 2015, phát biểu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ngang nhiên tuyên bố các đảo ở Biển Đông thuộc lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại. Từ năm 2016 đến nay, yêu sách của đại lục đối với khu vực quần đảo Trường Sa không có sự thay đổi. Nhưng cách thức và biện pháp đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông nói chung và quần đảo Trường Sa nói riêng tiếp tục có sự điều chỉnh. Điển hình là sau khi yêu sách đường lưỡi bò của chính quyền Bắc Kinh bị tòa án trọng tài thường trực bác bỏ, Trung Quốc ít nhắc đến yêu sách này hơn so với thời gian trước. Tuy nhiên, họ lại đẩy mạnh tuyên truyền khẳng định chủ quyền đối với Nam Hải Chư Đảo và đòi hỏi chủ quyền đối với Tứ Sa, bao gồm 4 khu vực mà Trung Quốc gọi là quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa và quần đảo Nam Sa. Lập luận của đại lục về yêu sách này lại sai về phạm vi và cơ sở pháp lý theo luật quốc tế. Đặc biệt, trong các công hàm gửi Liên Hợp Quốc để phản đối các công hàm của các nước như Malaysia, Philippines, Việt Nam và Indonesia, Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với Nam Hải Chư Đảo và chính thức đưa ra yêu sách về vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa đối với cái gọi là Nam Hải Chư Đảo. Đồng thời, Trung Quốc khẳng định yêu sách này là lập trường nhất quán và rõ ràng của họ, phù hợp với luật quốc tế và thực tiễn quốc tế liên quan. Hiện nay, đại lục đang kiểm soát 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa, bao gồm đá Châu Viên, đá Chữ Thập, cụm đá Gavin, đá Gạc Ma, đá Tư Nghĩa, đá Vành Khăn và đá Subi. Trong đó, Trung Quốc đã cho xây dựng 3 sân bay quân sự khổng lồ, dài 3.000 mét, trên 3 thực thể là đá Subi, đá Chữ Thập và đá Vành Khăn. Việc xây dựng các sân bay này đã được Trung Quốc tính toán từ nhiều năm trước, tạo nên thế trận tam giác liên hoàn, kiểm soát phần phía bắc của quần đảo Trường Sa và từ đó thâu tóm toàn bộ khu vực phía đông nam của Biển Đông. Yêu sách của Đài Loan đối với quần đảo Trường Sa cơ bản không có sự thay đổi so với thời kỳ trước. Lập luận mà chính quyền Đài Bắc đưa ra để khẳng định chủ quyền ở Trường Sa khá chung chung và không chứng minh một sự chiếm hữu nào cụ thể. Điều này được thể hiện rõ nhất khi Đài Loan thông qua một đạo luật tuyên bố chủ quyền và lãnh hải để nhắc lại những yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Nam Sa, tương tự như Trung Quốc. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2014, tại lễ khai mạc một cuộc triển lãm về Biển Đông, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu nhấn mạnh rằng bản đồ in đường lưỡi bò là yêu sách của Trung Hoa Dân Quốc đối với các đảo nằm bên trong đường này, và vùng biển xung quanh các đảo này chỉ có lãnh hải theo luật pháp quốc tế. Đương thời, các đảo đá, bãi cạn lúc nổi lúc chìm bên trong đường lưỡi bò chỉ có tối đa lãnh hải 12 hải lý. Đặc biệt, vào năm 2016, sau khi bà Thái Anh Văn lên làm Tổng thống, chính quyền Đài Loan đã đưa ra 4 nguyên tắc trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Nguyên tắc đầu tiên là tranh chấp ở Biển Đông phải được giải quyết một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nguyên tắc thứ hai yêu cầu Đài Loan phải được tham gia vào các cơ chế giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Nguyên tắc thứ ba là các quốc gia liên quan có nghĩa vụ bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực. Nguyên tắc thứ tư là chính quyền Đài Bắc sẽ tạm gác những khác biệt để cùng phát triển. Hiện nay, Đài Loan đang kiểm soát đảo Ba Bình, một hòn đảo san hô thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng đang bị Đài Loan chiếm đóng và kiểm soát trái phép. Kể từ năm 1956, khi Đài Loan đặt tên cho hòn đảo là đảo Thái Bình, chính quyền Đài Bắc đã thực hiện nâng cấp và kéo dài đường băng sân bay trên đảo Ba Bình bất chấp sự phản đối của Việt Nam. Ngoài ra, Đài Loan còn xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời, hải đăng, trạm thời tiết, trạm cấp nước ngọt và cầu cảng trên đảo Ba Bình. Những hoạt động này không chỉ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam mà còn đi ngược lại với luật pháp quốc tế. Điển hình là việc Đài Loan ngang nhiên tuyên bố kế hoạch thăm dò dầu khí tại vùng biển xung quanh đảo Ba Bình vào năm 1981 và năm 2013. Bãi Bàn Than, được cho là bị Đài Loan chiếm đóng từ năm 1995, cũng là một ví dụ. Tuy nhiên, mỗi khi chính quyền Đài Bắc cắm cờ tại đây, phía Việt Nam lập tức phản đối, dẫn đến thực tế là không có bên nào chính thức kiểm soát thực thể này. Về yêu sách của Philippines, từ năm 1988 đến nay,
Philippines duy trì yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa theo sắc lệnh Tổng thống số 1596 và sắc lệnh Tổng thống số 1599 của Tổng thống Ferdinand Marcos. Yêu sách này đòi hỏi chủ quyền đối với tất cả các đảo, đá và bãi cạn lúc nổi lúc chìm nằm trong nhóm đảo Kazan. Manila bảo vệ yêu sách chủ quyền của mình dựa trên 3 yếu tố chính: kế cận, phát triển và chiếm hữu. Đáng chú ý, trước các hoạt động gia tăng căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông, Philippines đã đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tòa trọng tài quốc tế theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tòa trọng tài đã ra phán quyết vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, khẳng định rằng các yêu sách lịch sử của Trung Quốc theo đường lưỡi bò không có cơ sở pháp lý. Phán quyết nêu rõ rằng tất cả các đảo, đá và bãi cạn lúc nổi lúc chìm ở quần đảo Trường Sa không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Quần đảo Trường Sa cũng không đủ các yếu tố để thành lập đường cơ sở quần đảo đặc biệt. Trong các công hàm số 191/2020 và số 192/2020 gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, chính quyền Manila đã phản đối các yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông, khẳng định chủ quyền đối với nhóm đảo Kazan và bãi cạn SCORO. Hiện nay, Philippines đang kiểm soát 10 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa, bao gồm đảo Bến Lạc, đảo Bình Nguyên, đảo Loại Ta, đảo Song Tử Đông, đảo Thị Tứ, đảo Vĩnh Viễn, bãi An Nhơn, đá Ca Nhám, đá Công Đo và bãi Cỏ Mây. Trong đó, đảo Thị Tứ là một đảo san hô thuộc cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa với diện tích khoảng 0,32 km. Từ năm 1980 đến nay, Philippines đã tiến hành bồi đắp trái phép và xây dựng một đường băng quân sự dài khoảng 1.300 m trên đảo Thị Tứ. Chính phủ Manila cũng đã đầu tư hàng chục triệu đô la Mỹ để xây dựng nhiều công trình như nhà ở, tàu kho chứa và đưa người dân tới sinh sống nhằm khẳng định chủ quyền của mình đối với khu vực này. Về yêu sách chủ quyền của Malaysia đối với quần đảo Trường Sa, từ năm 1988 đến nay, Malaysia đã thực hiện yêu sách dựa trên bản đồ công bố ranh giới thềm lục địa vào năm 1979. Malaysia đòi hỏi chủ quyền đối với tất cả các đảo, đá và bãi cạn, lúc nổi lúc chìm, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước này theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Yêu sách này dựa trên việc Malaysia coi các thực thể này nằm trong vùng biển thuộc quyền tài phán của mình theo các quy định quốc tế về thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế. Theo đó, vào năm 1988, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Malaysia tuyên bố bãi Hoa Lau, Kỳ Vân, đá Kiệu Ngựa và Liza nằm trên thềm lục địa của Malaysia, nên thuộc Malaysia. Năm 1999, Malaysia tiếp tục chiếm thêm hai đảo đá và bãi cạn lúc nổi lúc chìm ở phía nam của đảo Trường Sa. Năm 2009, Malaysia cùng Việt Nam đã đệ chính báo cáo chung về khu vực thềm lục địa kéo dài liên quan đến hai nước lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa, CLCS. Thủ tướng Malaysia khi đó là ông Abdullah Ahmed Badawi đã thăm và kiểm tra hòn đảo Hoa Lau, mà Malaysia gọi là đảo La Giang, thuộc quần đảo Trường Sa. Đến năm 2019, Malaysia tiếp tục đệ trình đơn xác lập thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông lên CLCS. Hành động này của chính quyền Kuala Lumpur nhằm mở rộng thêm lục địa so với thềm lục địa được vẽ trong bản đồ năm 1979. Việc đệ trình này cũng nhằm ủng hộ phán quyết của PCA về việc xác định toàn bộ các thực thể ở quần đảo Trường Sa chỉ có tối đa lãnh hải 12 hải lý, gián tiếp bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy các bên có tranh chấp ở quần đảo Trường Sa xác định phạm vi những khu vực có thể trồng lấn. Hiện nay, Malaysia tuyên bố chủ quyền đối với hơn 10 đảo san hô vòng ở quần đảo Trường Sa và cho rằng tất cả chúng đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, tương đương 370 km. Yêu sách của Brunei. Brunei là một trong những nước đưa ra yêu sách chủ quyền muộn và có tính pháp lý yếu nhất đối với quần đảo Trường Sa. Cụ thể, từ năm 1988 đến nay, nước này đưa ra yêu sách chủ quyền ở quần đảo Trường Sa theo bản đồ công bố năm 1984. Trong đó có hai thực thể thuộc quần đảo Trường Sa là bãi Liza và bãi Vũng Mây nằm trong thềm lục địa của Brunei. Đặc biệt, vào năm 2009, Brunei đã đệ trình lên CLCS bản tuyên bố riêng về ranh giới thềm lục địa. Trong đó có vùng trồng lấn với thềm lục địa của Việt Nam cùng với hai đảo đá ở Trường Sa mà Việt Nam và Malaysia tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, Brunei không chiếm đóng bất kỳ thực thể nào từ năm 1988 đến nay. Lập luận mà chính quyền Bandar Seri Begawan đưa ra để khẳng định chủ quyền ở quần đảo Trường Sa là sự áp dụng ngược về học thuyết thềm lục địa. Cụ thể, các thực thể mà Brunei tuyên bố chủ quyền chỉ là các bãi cạn lúc nổi lúc chìm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia này, nên các bên không có quyền xác lập chủ quyền mà chủ quyền phải thuộc về Brunei. Tuy nhiên, lập luận này cũng tương tự như cách lập luận ngược của Malaysia về học thuyết thềm lục địa. Vì chỉ có chủ quyền trên các đảo đá mới mang lại quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển lân cận, chứ không phải ngược lại. Do đó,
căn cứ pháp lý mà Brunei dựa vào để yêu sách chủ quyền đối với một số thực thể ở quần đảo Trường Sa. Dựa vào việc các thực thể này nằm trong thềm lục địa của họ là không có cơ sở theo các quy định của luật pháp quốc tế. Hiện nay, quần đảo Trường Sa là chủ thể tranh chấp của 5 nước với 6 bên, trong đó Việt Nam kiểm soát nhiều thực thể nhất với tổng cộng 21 thực thể, bao gồm 7 đảo san hô và 14 dạng san hô. Tiếp theo là Philippines, hiện đang kiểm soát 10 thực thể, bao gồm 7 đảo san hô và 3 dạng san hô. Trung Quốc và Malaysia mỗi bên kiểm soát 7 thực thể, trong khi Đài Loan hiện đang kiểm soát 1 thực thể. Ngoài ra, vẫn còn khoảng 83 thực thể của quần đảo Trường Sa chưa có bên nào kiểm soát. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, hãy để lại ý kiến của bạn cho chúng tôi biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.